Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta gắn nam châm để tăng cường thêm chất lượng âm thanh cho những cái loa này. Đây thì cái nam châm này hiện tại nó đang bị đang xuôi này, mình sẽ gắn ngược lại. Đây nhìn này, thì gắn như nào để sao cho nó chuẩn thì nó đang lệch cái này rất là khó gắn. Thì chúng ta sẽ sử dụng keo, mình khuyên các bạn sử dụng keo AB. Ngày hôm nay mình sẽ tập trung làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta gắn nam châm sao cho chuẩn và để tăng cường thêm chất lượng âm thanh cho những cái loa như này. Đấy thì đây thì hiện tại nó đang ngược này, mình sẽ gắn ngược mà. Thì ok, mình sẽ chỉnh cho nó, chúng ta sẽ chỉnh cho những cái mép này sao cho nó đều nhau và trong đó chúng ta sẽ rõ keo. Thì mình khuyên các bạn sử dụng keo AB. Đây thì mình sẽ sử dụng keo 502 để gắn sao cho nó cố định tạm thời trước, sau đó mình sẽ gắn keo AB sau. Thì mình sẽ đang đang chỉnh cho nó thật là cân. Chúng ta lưu ý là gắn căn chỉnh cho nó thật là cân nhé, và sau đó chúng ta sẽ rõ keo. Ở đây thì mình đang gắn căn chỉnh cho nó. Thì nó ngược nó sẽ đẩy nhau thì như này gắn rất là khó nên chúng ta phải căn chỉnh thật là chuẩn. Đó thì sau khi chúng ta gắn được căn chỉnh rồi thì chúng ta sẽ rõ keo vào bên trong này. Tạm thời đã. Bốn góc như này tạm thời chúng ta sẽ rõ vào cho mấy keo nó thấu vào, nó sẽ thấu. Ok, sau khi mình đã gắn cố định tạm thời những cái loa như này thì tại sao mình lại bảo các bạn sử dụng keo 502 để gắn tạm thời những cái cố định ở trong này như này? Mục đích của chúng ta gắn cố định tạm thời như này để chẳng qua là khi chúng ta không may bị gắn lệch thì chúng ta có thể là gỡ nó ra được, nó dễ để gắn lại. Thì các bạn sau khi gắn xong, các bạn xoay bốn xung quanh, các bạn nhìn sao cho nó đều. Đấy thì mình đang xoay như này, mình nhìn thấy nó khá là đều rồi. Đó. Ở đây mình sẽ gắn tiếp thêm một cục nữa. Cũng gắn ngược. Rất là khó luôn. Đó. Ok, sau khi mình gắn thêm cục như này, các bạn nhìn thấy cái nam châm này khá là dài luôn. Và nhìn các bạn nhìn cái mép này, nó khá là đều. Thì có một số bạn nói với mình rằng là gắn ngược nam châm như này thì các bạn đã gắn thử rồi mà âm thanh chất lượng thì nó vẫn không tăng lên được chút nào cả, mà nó vẫn không ra gì. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Mục đích chúng ta gắn nam châm như này thường thường là chúng ta để cải thiện chất lượng âm thanh nó tốt hơn một chút thôi. Đó, thì âm thanh nó còn nghe nó còn hay hơn hay không là do chúng ta, cái mạch khuếch đại của chúng ta nó có tốt hay không và nó có chuẩn hay không. Cái mạch khuếch đại của chúng ta nó tốt, nó ok, nó ngon thì âm thanh chất lượng chúng ta phát ra cái loa này thì nó sẽ nghe nó sẽ hay, mà cái mạch âm thanh khuếch đại của các bạn thì nó không chuẩn và không hay thì cho dù chúng ta gắn thêm nam châm như này thêm nữa vào cái loa này thì nó không có tác dụng gì cả. Cái mạch khuếch đại âm thanh của bạn là nó nọc rè thì nó khuếch đại âm thanh nên phát ra những cái tiếng rè, thì chúng ta gắn thêm nam châm nữa thì vào cái loa này thì nó vẫn vậy thôi, âm thanh nó sẽ không thể nào hay hơn được nữa. Âm thanh nó phụ thuộc vào thêm cả cái mạch khuếch đại âm thanh của các bạn và cả cái mạch phân tần các thứ nữa, liên quan rất nhiều thứ vào cách thức đóng loa, thiết kế thùng loa thì nó sẽ tạo nên thì âm thanh chất lượng hơn. Thì gắn thêm nam châm như này chỉ để cải thiện chất lượng âm thanh tốt hơn một chút thôi. Đó. Đây nó hoàn toàn nam châm mình gắn ngược hết. Đấy thì các bạn thấy rồi đấy. Sau khi các bạn sử dụng keo 502, các bạn cố định tạm thời như này rồi, các bạn sẽ sử dụng keo AB và các bạn bù vào những cái chỗ xung quanh như này cho nó chắc hơn. Đây những khe hở như này hoặc bên trong này các bạn bù thêm vào để nhằm mục đích cho nó chắc. Thì keo AB nó rất là lâu khô nên các bạn không thể giữ lâu được, nên các bạn phải sử dụng keo 502 để gắn cố định tạm thời. Hoặc là các bạn có thể sử dụng keo 502, các bạn đổ nhiều nhiều một chút cho nó chắc hơn sau khi chúng ta đã gắn cố định và căn chỉnh xong. Đó.